Rồi, ok, chào tất cả mọi người buổi sáng nha. Tất cả mọi người nha. Chào mọi người đến với kênh Vạn Lý Do Cuộc Sống, khán giả của anh em tụi mình nha. Bữa nay hai anh em mình tiếp tục đi hành trình đi thăm bãi nha mọi người. Nay bây giờ hai anh em mình đi sớm lắm. Hồi sáng hai anh em mình đi từ lúc 5 giờ sáng á. Bây giờ tới nơi đây là Việt Đức nha mọi người, Chu Quynh á. Hiện tại là bây giờ 6 giờ nha mọi người, 6 giờ 6 giờ mấy á. Bây giờ trời còn tối nè. Thấy không mọi người? Giờ trời còn tối nè. Trời mù mù nữa chứ. Mà hy vọng sao trời đừng mưa mưa để anh hai anh em mình đi thăm nha mọi người. Giờ bữa hôm nay anh em mình thăm tầm cỡ 35-40 cái nha mọi người. Mọi người nhớ theo chân anh em mình đi thăm bãi nha. Giờ mình quay dụng cụ đồ của mình cho anh em mình coi nha. Rồi, anh em mình có đem theo ít chuột nha mọi người. Ít chuột nè, ít lúa nè, nước uống nha mọi người. Chuột, lúa, nước uống. Với lại mấy túi lưới nha mọi người. Đây nè, mấy túi lưới nè. Hôm qua có dính được thăm mấy cái gần nhà, dính được con hổ hành nhỏ nha mọi người. Mình đem theo luôn. Đó, chút xíu à. Con này chắc tầm 3-4 lạng á. Đó, mình đem theo luôn, tiện thể mình quay luôn. Chứ mấy lần thăm ở nhà nó ít dính quá, dính được con chuột ép nè. Rồi, bây giờ hai anh em mình xuống bãi thăm luôn, quay lại cho mọi người xem nha. Bây giờ mọi người theo chân anh em mình đi thăm nha. Rồi, thôi bây giờ đi thăm thôi cô ơi. Rồi, bây giờ mình tới cái bãi đầu tiên luôn nha cả nhà. Đây, cái bãi hôm bữa đây, hôm bữa nhưng mà bị chuột chết cái nhà cả nhà. Chuột chết banh xác lâu rồi. Nhưng mà hôm bữa mình mới vừa thay chuột lại hôm bữa rồi. Giờ không biết có dính cái gì không. Rồi nghe im re luôn nha. Trời ơi im re luôn nha cả nha. Chuột con luôn. Chuột chạy te te. Chuột này khỏe. Đó mình có làm bịch lúa này. Bịch lúa như chắc lượng không. Bịch lúa này phải ăn tuần hơn tuần nha cả nha. Thôi phát kem đó bịch lúa. Rồi bây giờ mình qua bãi tiếp theo luôn nha mọi người. Rồi giờ mình vô cái tiếp theo luôn nha cả nha. Đúng rồi phía dưới cái hàng rào á. Cái bụi đó. Có gì không. Không dính à? Trời ơi, tôi có giải. Thôi, mọi người nhìn coi anh em mình thấy gì nè. Mọi người thấy gì đâu? Đây dấu chân chuồn nha mọi người. Chuồn đâu đi leo qua đây nè, coi nè, cái dấu chân nó bấm vô nè. Đó, nó leo qua nó đi ngang qua cái đường này nè. Nè, dấu chân đây nữa nè nha mọi người. Trời ơi, toàn dấu chân chuồn không à. Đây, nó đi đây nè, thôi coi. Đi xuống đây không? Dấu này. Quên các bạn chứ nè. Ừ, dấu chân đây nữa nha mọi người. Đây nè. Đó, toàn dấu chân chuồn không nha mọi người. Đây nhiều chuồn ghê ta. Ồ, nó đi dài hả thử. Ừ. Mà sao có dấu lớn, dấu nhỏ nữa. Có lẽ có dấu nhỏ thì nhìn chắc con sao. Như thiệt em. Ồ, chỗ này chuồn nhiều ghê nha mọi người. Hôm bữa mình có đặt ở trên này 6 cái đó mà dính được 2 con chuồn nha mọi người. Bữa nay đi trước quốc không dính được con nào luôn nha mọi người. Rồi, bây giờ qua bãi tiếp theo luôn nha mọi người. Rồi bây giờ mình vô thăm cái tiếp theo nha cả nhà. Cái phía bên trong này là hôm bữa mình có dính con hổ vẹn to này. Mà bây giờ mình dời xuống phía dưới kia rồi. Hy vọng là nay dính cái con gì. Thôi giờ mình vô mình thăm luôn nha mọi người. Đó hôm bữa là mình đặt bên hướng này nè. Đó mình đặt chỗ này. Là dính con hổ vẹn to này. Cái mình dời xuống chỗ này. Cái kiến nó lên nó ăn mất con chuột nha mọi người. Cái mình dời xuống phía dưới này nữa. Đó mình dời xuống phía dưới trong này luôn nè. Yeah. Quèo quèo khó chịu quá. Đó phía dưới này là có cái gốc này lớn này nha mọi người. Gốc này chắc cổ thụ á. Đó mọi người thấy chưa. Dưới này tre không à. Tre với nứa không à. Đó mọi người nhìn cái gốc cây cổ thụ cũng khiếp không. Gốc đó chắc cũng mấy chục năm rồi. Rồi bây giờ mình vô mình thăm cái trong này luôn nha cả nhà. Đây phía bên trong này mình đặt cái đấy. Yeah. Rồi đen thui rồi nha cả nhà ơi. Như có hàng rồi hả. Rồi hổ đất rồi nha mọi người. Ui. Dính em hổ đất nha mọi người. Ui láng ho à. Được em hổ đất nha mọi người. Trời ơi. Rồi mình đem ra đây mình quay luôn cho mọi người xem nha. Mới sáng được em hổ đất nha mọi người. Mọi người nhìn nè. Con này chắc tầm 8 kg lạng. Nhỏ chứ không có to nha mọi người. Đầu đồ chưa trầy luôn. Con này nhỏ mà đâu có to đâu. Con này chắc vô lâu rồi cô ha. Hay là mới vô ta? Chắc mới vô chứ chưa trầy mà. Mới vô. Rồi này là dòng của hổ mang nha mọi người.
hổ đất á, ở chỗ mình gọi là hổ đất. Loài này mà cắn cái là ra đi luôn nha mọi người, loài này có độc, cực độc luôn á. Mới sáng mở hàng em đầu tiên giúp em hổ đất rồi. Rồi giờ mình bắt ra luôn nha mọi người. Thôi em lấy bao cuốn vô bắt này. Con này chưa trầy xước luôn cô ơi. Con này anh nhìn có vẻ hiền ha. Đó, cuốn vô. Cuốn vô đưa anh nhìn nha. Cuốn sát khác này. Đó rồi cuốn đó đúng rồi, quấn vậy vô. Đó quấn sát vô. Đó rồi đưa anh giữ nha. Quá. Rồi, lấy cây khoèn xuống. Chủ yếu cái cây trên á, kiếm cái cây cho đàng hoàng chứ mới cây to vậy sao xỏ em. Bẻ cái nhỏ nhỏ cho đàng hoàng gì kì vậy. Rồi đẩy ấy lên đây. Rồi ra đi em. Rồi lấy cây chọt cho nó ra. Được em hàng đầu tiên luôn nha cả nhà. Mình lại thích em to to, này nói chung là cũng nhỏ chứ không to mấy. Rồi bố quấn lại, xoay xong xoắn xoắn lại, đó xoắn xoắn lại. Nói chung cái loại này mình bắt cẩn thận tí nha mọi người, đừng cái chủ quan quá. Loại này mà chủ quan nữa là chết có ngày luôn á. Chung là anh em mình bắt cái loại này anh em mình rất cẩn thận nha mọi người, chứ không có tào lao, bắt tào lao chết luôn á. Rồi bây giờ mình giấu bẫy luôn lại luôn nha mọi người. Giờ chuột cũng hết, chứ không phải chuột hết mà chuột em mình nó phóng sinh hết chắc cả 100 con chuột đó qua. Hơn cả 100 con chứ. Trời ơi, em mình chơi phóng sinh hết trơn luôn nha mọi người. Sáng ra cho ăn mà chơi sao mà nó không có đậy lòng lại, sáng nó gọi cho mình kêu chuột sảy hết rồi anh ơi. Mình nghe mình cũng mắc hồn luôn. Con dây cột này. Không có dây cột, đưa anh kiếm con dây cột này. Rồi bây giờ mình qua bẫy tiếp theo luôn nha mọi người. Rồi bây giờ anh em mình mới tới cái luồng tiếp theo luôn nha mọi người. Đây này. Chuẩn bị phía dưới này đâu. Trời ơi toàn trứng trồn không à. Nè mọi người nhìn nè. Ôi chỗ này sao trồn nhiều ghê ta, trứng trồn không à. Nè mọi người nhìn đây. Đây trứng trồn chứ trứng gì nữa. Đó thấy chưa? Toàn trứng trồn không à. Rồi bây giờ mình xuống mình thăm cái luồng dưới này luôn nha mọi người. Đó cái luồng dưới này mình còn 4 cái nè. Thôi đi nè. Đâu toàn dấu chân trồn không chứ chị sao lại bự dữ hả, chắc ra kiếm ếch nhái gì nó ăn thế chị nữa. Rồi phía trên đây mình còn 6 cái, phía dưới này mình còn 4 cái nữa nha mọi người. Bây giờ mình xuống mình thăm phía dưới này luôn nha mọi người. Đây này, đó phía dưới luôn này mình còn 4 cái đây, bây giờ mình xuống nha. Rồi mình vô cái tiếp theo luôn nha mọi người. Cái chỗ đây hôm bữa mình có dính con trồn này, không biết này có dính gì không, dính ra luôn. Trời thấy dân ra luôn. Chuột đã mất tiêu rồi. Trời chuột chết đâu 7 đời rồi. Đen như nào. Thôi giờ mình giấu lại đây luôn nha mọi người. Hết chuột rồi. Quải ghê. Leo lên cái dốc từ điếc mà lên thấy chuột chết quay không mất rồi. Cô Đại đang ngồi phía dưới kia nha mọi người. Rồi giờ mình đi lên phía trên này còn mấy cái nữa nha. Rồi mọi người tiếp tục theo chân anh em mình đi thăm luôn nha. Mình xuống cái tiếp theo luôn nha cả nhà. Nghiêm ra luôn. Ôi chú cha. Ôi dính con trồn ta, trồn Barbie. Ôi dính được con trồn đầu chuột đèn nhỏ xíu nha mọi người. Trồn con. Con này về nuôi là đúng bài luôn á. Chút xíu à, dễ thương ghê á. Rồi ra kia rồi mình bắt luôn cho mọi người xem nha. Trời ơi chuột đèn chút xíu à mọi người. Cưng ghê á. Con này về mình nuôi. Rồi bây giờ mình đem ra kia mình xử lý luôn cho mọi người xem nha. Trời ơi cái này bị sảy mất cả nhà mọi người. Mọi người coi vảy rắn nè. Trời ơi cái vảy rắn to chắc như cái ngón tay á. Trời ơi sảy mất này, không phải đâu, lũa nó lũa nhỏ mà. Nè có hôm nè. Trời ơi cái hôm to vậy thôi chứ biểu gì cho nó không sảy. Trời ơi tiếc chưa, bị sảy mất nha mọi người. Trời ơi
không có hàng mà còn bị sảy nữa. Rồi uổng chưa, tiếc chưa, chuột nó nuốt mất tiêu rồi. Cái này nó chắc nó mới vô vảy nha mọi người. Trời ơi, con này mới lột rồi sao vảy này, vảy tùm lum ta la luôn. Trời ơi, uổng chưa. Thôi bây giờ mình qua bẫy tiếp theo luôn nha mọi người. Hy vọng dính con nữa. Ồ, thấy đang đen á cua ơi. Mình có hàng rồi sao. Ui, sao dữ vậy. Ui, đen nguyên à. Ôi, bảo vệ nó cua ơi. Vô, chính em bảo vệ nữa nha mọi người. Trời ơi, chà bá lửa luôn. Ui, sao. Ui, trời ơi. Mọi người nhìn nè. Ui, đã chưa. Ui, con này phải hơn 1,5 kg nha mọi người. Trời ơi, đã chưa. Ui, thằng khủng. Rồi bây giờ mình lên đây mình bắt luôn cho mọi người xem nha. Ui, đã chưa. Ui, nhìn mê chưa. Mọi người nhìn cái địa hình của anh em tụi mình nè. Trời ơi, chỗ này toàn là rậm ri luôn. Thằng 2 kg á. Mọi người nhìn cái địa hình không? Thấy mê chưa? Trời ơi, đặt ngay chỗ này đúng bài luôn. Quá sướng quá. Thôi bây giờ mình lên mình xử lý con hổ vệ này ra rồi mình quay cho mọi người xem nha. Rồi bây giờ mình lên xem bắt con này ra luôn nha mọi người. Con này chắc tầm 1,5 kg nha mọi người. Nhìn hấp dẫn nha mọi người. Đã chưa? Rồi đè đè cái đầu hông kia xuống luôn. Đây là em thứ hai luôn nha mọi người. Hồi sớm được con ổ hành. Hồi nãy giờ anh em mình đi toàn móm không à. Ấy tụt ra tay hết. Trời ơi. Ấy từ từ. Tay hết. Ui. Ui, con này chắc vô lâu rồi nha cả nhà. Con này tầm 1,5 kg á. Con này. Chưa? Trời ơi. Nhìn vậy nè. Khiếp chưa? Cứ ngắt luôn á. Ừ. Tụ ghê á. Đã không? Đã chứ. Thôi bỏ riêng cái bọc này đi, bỏ vô cái bọc kia mất công chết ngộ hành. Vô hàng là vui rồi nha mọi người. Đó, vô hàng. Con này tầm 1,5 kg hơn đó nha mọi người. To đùng mà. Cái đuôi bị gì á? Đuôi chắc bị người ta đánh hay sao? Cục mắt khóc rồi. À. Rồi giờ mình bỏ chuột rồi mình xử lý mấy cái lồng này luôn nha mọi người. Tới bài tiếp theo rồi mình quay tiếp cho mọi người xem. Rồi đi em. Mới vô thăm rau 10 mấy cái dính được con là thấy phê rồi. Mọi người thấy phê không? Con này chà bá lửa luôn. Con này phải 1,5 kg nha mọi người. Thấy cục chắc là em. Tụt mắt bây giờ. Rồi anh em mình vừa tới cái luồng cuối cùng luôn nha mọi người. Cái luồng này anh em mình còn tầm 10 mấy cái nữa. Giờ ráng thăm luôn cho nó xong. Giờ em mình đăng xuống cái phía dưới này. Cái dưới này bữa giờ mình thăm mấy lần rồi toàn móm không luôn nha mọi người. Hy vọng giờ trúng cái gì không? Có không em? Móm luôn nha mọi người. Con gì á? Được con hổ ngựa hả? To không? Được em hổ ngựa nữa nha mọi người. Sao đến coi. Con gì sao được. Cho mọi người xem nha. Đi. Rồi giờ anh em mình vừa lên tới cái đầu dốc nha mọi người. Giờ phía trên này mình còn 4 cái nữa. Giờ mình lên thăm tiếp luôn cho mọi người xem nha. Hey, giờ mọi người theo chân anh em mình đi lên đây nha. Đây này mình còn 4 cái. Cái chỗ này hôm bữa không biết chuột còn sống ta. Nhìn ra luôn. Không biết chuột còn sống không. Ồ, chuột còn sống luôn cô ơi. Cho nó bịch lóa luôn. Đây phát lương cho em nó đây. Ráng giữ gìn sức khỏe nha mày. Đó. Không biết bao nhiêu lúa cho mày rồi đó. Đó cố gắng ở đó thì giữ biên cương nha. Chè nó lại. Rồi giờ mình lên 3 cái tiếp theo luôn nha mọi người. Còn 3 cái trên này nữa. Đi tiếp vào cô ơi. Nắng quá mọi người ơi. Trời ơi cái cỏ này á nó. Cái này á hay là mình đi buổi chiều á, buổi trưa chiều á là sương nó khô hết rồi nha mọi người. Chứ mình mà đi sớm á, sáng sớm đi á thường hay sương nó ướt á, lạnh ghê lắm. Đó. Cỏ nó lên tới ngang ngực luôn mà hơn ngực luôn á. Cái này mà lạnh teo ri luôn á. Phía trong hốc này mình còn cái đây.
mặn nhện rồi, đóng mặn nhện luôn là biết rồi. Im ra luôn cô ơi, không thấy đồng tình gì. Ủa còn chuột luôn à, chuột chạy tay 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 đùa hên hết lúa luôn, còn xíu xíu lúa xém chết luôn cô ơi. Phát lương cho em nó luôn, cho em nó bị lương luôn nha mọi người. Ui trời ơi, bị kẹt khom luôn mới ghê chứ, lạy luôn á. Thôi mình đặt lại cho cũ luôn nha mọi người. Mọi người nhìn cái luồng đã đó, thấy cái luồng đẹp không? Rồi bây giờ mình lên cái tiếp theo luôn nha. Trên này còn hai cái nữa, toàn mỏm không, tròn ghê. Này cái dốc ghê lắm nha mọi người, thẳng đứng luôn á. Đó, mọi người thấy mình đang lên dốc chứ không phải là đi bằng phẳng đâu nha mọi người. Đang lên dốc này đó, thấy chưa? Mọi người nhìn vào trong đó, mọi người nhìn không rõ á. Rồi phía bên trên, bên hông này một cái, bên này một cái. Mình vô coi cái bên này trước. Cái chỗ này mình đặt lâu lắm rồi nhưng mà chưa thấy đồng tĩnh gì luôn. Rồi im ra luôn, chuột chết queo luôn. Rồi chuột chết queo luôn nha mọi người. Trời ơi chết queo rồi, to chà bá luôn mà chết queo rồi, mập thay luôn rồi. Còn lúa mà sao nó vẫn chết ta hay thiệt. Còn lúa này chết queo luôn rồi. Rồi giờ mình qua bãi tiếp theo luôn nha mọi người. Ở đây móm quá. Rồi hai anh em mình vừa lên tới xe luôn nha mọi người, cho mọi người xem luôn. Chuột đèn Barbie nha mọi người. Trời ơi cưng chưa, trời ơi dễ thương nha. Con này chắc tầm cỡ 2 lạng nha mọi người, để nuôi. Anh rắn này anh thèm luôn đó. Đó, thành quả hôm nay được có hai con đây nha mọi người. Trời ơi một con chuột đèn Barbie chút ác ha. Lại được một con hổ đắc nha mọi người. Đó, được một con hổ đắc đây. Con hổ đắc này tầm 7-8 lạng nha mọi người. Trời ơi thăm 30 mấy cái được có bấy nhiêu á. Những thảm ghê luôn á nha mọi người. Đây nó được cái chân này đây. Một con rắn với lại một con chồn. Con hổ đắc này là tầm 7-8 lạng. Chồn này vô lâu rồi cô, ỉa tầm lum rồi nè. Đói lắm rồi. Đói quá rồi. Để cho cá nó lên đúng rồi. Con này đói lắm rồi nha mọi người. Nhìn nhìn tội chưa? Baby nhìn dễ thương ghê á. Trời ơi tí xíu à. Vậy mà vô ăn được con chuột luôn ghê ha. Được rồi. Ừ. Thôi bây giờ anh em mình tạm ngưng clip tại đây nha mọi người. Mọi người nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho anh em tụi mình với nha. Mọi người ví dụ như anh em mình làm video có gì mà không hay hay là thiếu sót thì mong mọi người thông cảm nha. Mọi người bình luận góp ý cho anh em tụi mình nha. Thôi chào tạm biệt mọi người ở video tiếp theo nha. Bye mọi người nha. Bye mọi người luôn nha.